Anh em xem thì nhớ ấn đăng ký mới lại ấn like những bộ mình thích để nhận thông báo mới nhất khi bộ đó ra tập mới nhé. Ngọc Thanh Phong ơi, việc ta phải đối diện thật sự là quá nhiều rồi. Lúc trước có được thiên tôn di sản còn chưa kịp hấp thu, trong yến tiền diễn võ lại bị thương, cũng chưa khỏi hoàn toàn. Ngoài ra tu vi của ta dừng lại tại độ kiếp sơ kỳ, muốn chiến thắng Chu Yếm bắt buộc phải nhanh chóng đề cao tu vi. Không biết là quyết chiến cuối cùng sẽ bắt đầu lúc nào đây? So với lần trước xâm nhập vào thế giới nhân loại, Chu Yếm đã trở nên cường đại hơn rồi. Ta thật sự có thể chiến thắng được nó hay sao? Nếu như ta có thể lấy được tư nguyên của Vô Thượng Tiên Tôn, nhất định có thể đề cao hiệu suất chiến thắng Chu Yếm. Nhưng truyền thừa của hắn rốt cuộc là giấu ở nơi nào chứ? Không ai có thể bước vào cấm khu tuyệt đối. Hoàn toàn không có manh mối. Đại não sắp sập nguồn rồi. Vô Thượng Tiên Tôn ông nội nhà người, thích chơi trốn tìm chứ gì? Lại đăng cũng không giỏi trốn bằng người, lạp đăng cũng không giỏi trốn bằng người. Yo, chân hương thiên tôn đỉnh đỉnh đại danh, vậy mà lại lộ ra sắc mặt khó khăn. Trưởng môn đại nhân, cách nghĩ của một người chung quy là có hạn chế. Để chúng ta giúp ngài nghĩ cùng nhau đi. Xem ra là gặp phải khó khăn gì rồi. Tung tích truyền thừa của Vô Thượng Tiên Tôn. Ta trải qua ngày đêm suy nghĩ vất vả, đã có mi mục rồi. Chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi. Ơi, trình độ thông tuệ của Trần trưởng môn quả nhiên là vượt qua người thường. Cuối cùng từng chút một giao cho chúng ta. Mọi người nói ra suy đoán trong lòng mình đi. Ta trước. Không ai có thể vào cấm khu tuyệt đối. Là chỉ về trái tim của nhà quả phụ Trinh Nhiệt. Lão công của cô ta đã chết. Nội tâm không còn cho phép bất kỳ ai bước vào nữa. Đây là tri thức đáng quý mà bản năng học được từ trong tiểu thuyết ngôn tình của nhân loại đấy. Cho nên truyền thừa của Vô Thượng Tiên Tôn giấu ở trong lòng một quả phụ nào đó. Ây, bác bỏ. Đây đều là loạn thất bát tao gì vậy? Ấy ấy ấy, đây chính là kết quả ta vất vả suy nghĩ cả mấy ngày mới có được đấy. Ta cho rằng truyền thừa của Vô Thượng Tiên Tôn có lẽ đang giấu ở trong một bí cảnh nào đó, hoặc là trong di tích. Thậm chí bí cảnh đó có thể là do đích thân Thiên Tôn chế tác ra. Nã Phu đồng ý cách nhìn của trưởng môn phu nhân. Bí cảnh nơi có truyền thừa chắc chắn là có cấm chế cực mạnh, cho nên mới được gọi là cấm khu không ai có thể bước vào. Chỉ cần cấm chế là do người bày ra thì sẽ có khả năng phá giải. Loại trình độ này có lẽ chưa thể nào gọi là tuyệt đối cấm khu được nhỉ? Hơn nữa so với phá giải cấm chế, càng khó hơn là tìm thấy phương vị của bí cảnh. Dù gì linh cảnh lớn như vậy, nếu như ta là Vô Thượng Tiên Tôn, căn bản sẽ không đem truyền thừa đặt ở trong linh cảnh. Linh cảnh có nhiều tu sĩ như vậy, cho dù có giấu kỹ đến đâu, cũng có phong hiểm bị người phát hiện. Đây, lời của Vạn Trùng Lão Yêu đã đánh thức ta. Từ khi vừa bắt đầu, ta đã bước vào khu tư duy sai rồi. Linh cảnh còn có không gian rộng lớn hơn nhiều. Vạn Cổ Tinh Hà, lẽ nào Vô Thượng Tiên Tôn thật sự đem di sản giấu ở trong Vạn Cổ Tinh Hà? Vạn Cổ Tinh Hà quá mức rộng lớn, muốn thu nhỏ phạm vi mục tiêu, tốt nhất là sử dụng cách bài trừ. Trần Ngọc Phong, Vạn Cổ Tinh Hà có nơi nào là Thiên Tôn không thể nào bước đến hay không? Dựa vào thực lực của ta hiện giờ, cho dù là tinh cầu có môi trường ác liệt nhất, ta cũng có thể không phí sức mà thổi bụi mà bước lên. Duy nhất có độ khó có lẽ là mặt trời. Mặc dù không thể nào kéo dài thời gian, nhưng đến trung tâm của mặt trời ở 2-3 phút có lẽ không thành vấn đề. Nếu là vậy, Thái Dương không thể nào xưng là cấm khu tuyệt đối. Còn có nơi nào là đáng sợ hơn mặt trời nữa không? Nơi còn đáng sợ hơn mặt trời có lẽ không còn nữa rồi. Không, còn một cái Hư Huyền Hắc Động, đó là cấm khu tuyệt đối, còn đáng sợ hơn mặt trời rất nhiều.
Hắc động sở hữu dẫn lực cực kỳ cường đại, tốc độ chạy trốn của nó trong giới thậm chí là lớn hơn quang tốc. Một khi bị hắc động dẫn lực bắt được, thực ra dù cường đại đến đâu cũng khó mà chạy thoát. Trung tâm của hắc động có dáng vẻ gì vậy? Chưa từng có ai nhìn qua. Ta hiểu rồi, vô thượng tiên tôn đã điều dụng quy tắc chi lực, khiến cho dẫn lực của hắc động đối với nó không hiệu hóa, từ đó tiến nhập hắc động. Trong thế giới này chỉ có hắn mới có thể tiến vào nơi này, đem truyền thừa đặt ở trong hắc động là vô cùng an toàn. Nhưng hắc động ở trong vạn cổ tinh hà có lẽ rất nhiều nhỉ, cũng không thể nào tìm hết từng cái một. Theo như ghi chép ở trong tinh hải đồ chí, hắc động cách ninh cảnh gần nhất là rộng lớn nhất cả vạn cổ tinh hà. Nói nập tại trung tâm nhất của tinh hà, không ngừng thôn phệ mọi thứ ở xung quanh. Cho dù là chuẩn cấp pháp quy tốc, cho dù là chuẩn cấp pháp quy tốc độ nhanh nhất của ninh cảnh, không suy tính đến tiêu hao và sự cố, đến trung tâm nhất của tinh hà cũng phải kéo dài cả ngàn vạn năm. Ngàn vạn năm, con số này nghe có vẻ không chân thực. Vô thượng tiên tôn đến nơi này tuyệt không thể nào là thừa pháp hạm, có lẽ là dùng cách đặc thù nào đó. Nếu như ta dùng pháp thuật đem không gian gấp thành nhiều lớp, dịch chuyển liên tục không rời, đại khái 3 năm có thể đến được rồi. Gấp thành nhiều lớp, tiêu hao thế này cũng lớn quá rồi đấy. Ta bắt buộc là phải dẫn theo tất cả linh thạch dự trữ của đại vương đế quốc và tiên tu các và tụ tiên các, dùng để bổ sung tiêu hao linh lực trên đường. Việc này không khác gì một trận đấu vật. Nếu như truyền thừa của vô thượng tiên tôn không ở đó, tổn thất của chúng ta sẽ khó mà tiếp nhận được. Ngoài ra còn có một tầng phong hiểm là ta có thể từ toàn thân rút lui từ trong hắc động hay không. Đổi cách khác mà nói, ta có thể sẽ vẫn lạc ở trong hắc động. Cược này cũng lớn quá đấy. Nỡ như ngài có vấn đề gì, ai đến dẫn dắt nhân tộc đối kháng với Chu Yếm này? Tu vi của Chu Yếm còn cao hơn ta rất nhiều, đồng thời thân mang chín kiện di sản yêu tồn. Dựa vào thực lực của ta hiện giờ đối kháng với nó, sợ là phần thắng không quá ba thành. Ta bắt buộc là phải trở nên mạnh hơn mới có khả năng, mới có năng lực bảo vệ nhân tộc. Ta phải cược tất cả mọi thứ của mình để đổi lấy một tương lai. Cứ quyết định vậy đi. 7 ngày sau lên đường đến Hư Uyên.